Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn là kiểm tra cái lá gió nhập và lá gió nội, mình phân biệt nó ra sao. Thì lá gió nhập mình nó thì nó nè, lật ở dưới lên nó có số nè, này đúng số 2 đấy không đó, chất liệu nhựa nó bóng nó đẹp, nó không có kiểu mà nó bao bìa, không có chạy chùa nha. Này nhập đúng số nè đó. Còn lá gió nội nè, Hà Nội là nhìn nè, thấy không, thấy nó rồ rề nè, thấy không, nó sọc luôn trên nè, ba vớt luôn trên nè, nó không có đốc số nha. Đặc biệt đó là chất liệu nhựa mình để hai cái kế với nhau nè, chất liệu nhựa này nó trắng nha, trắng trong còn là trắng đục, thì chứng tỏ là chất liệu nhựa này nó dở hơn zin, Hà Nội nó dở hơn zin. Có thứ hai là đường kính này nhập đó, đường kính bao giờ nó cũng lớn hơn Hà Nội chứ, này đo chỉ 24.9 thôi, chưa tới 25, còn này tới 25.1 rồi nha, kính to hơn, chất liệu nhựa tốt hơn, để hai cái kế bên nhau mình thấy khác liền nha, trắng trong là trắng đục. Nội mình xài thời gian á, vô nhớt là nó vàng khè cái gì nè nha, mà dù ít xài nhưng mà cái nhựa nó dễ rách hơn, còn này cái nhựa nó dai hơn, tại nhựa nó nhựa tốt mà. Đó thì mình bán đây nè, hàng nhập nó nhập, nội nó nội chứ không có chịu đấy, nội mà nó nhập được nha, tại hai giá nó khác nhau. Còn cái nhớ đen của hàng đời mới mình nó thì phân biệt nó hàng xịn hay không á, là hàng xịn á ốp vô cao su nó cứng nha, còn cái cao su mềm xèo quá là cái hàng nó xài không được, nó rẻ tiền xài không được nha. Còn em mà xài nó cái lồng nó rộng quá, mình muốn tăng cốt lên á, bỏ này vô nó rộng quá đi, không đủ hết, không có hơi, thì mình sẽ lấy gió to lên xíu, nó là sẽ lên lấy gió độ nha, độ này mình silicon này, độ lên 25.2, 25.3, 25.4 được hết á, còn đây là cái thứ yêu cầu đó, thì nó rộng quá mình tăng cốt lên, độ tăng cốt lên này mình silicon, này chịu dầu tốt thôi. Rồi anh em cần alo số nào đang tư vấn cho.